Hello mọi người, lại là em Minh Ống Mít đây. Thì bữa nay em Minh Ống Mít sẽ tiếp tục lên cho mọi người một cái bộ sưu tập bao gồm các cái mẫu lồng chè lửa. Lồng lửa đẹp, đủ size, full che già độ mung, che già độ sừng. Một số mẫu chạm, một số mẫu trơn, rất là đẹp và đang có sẵn hàng tại lồng chim Minh Ống Mít. Nếu mà mọi người cần lồng lửa đẹp có thể liên hệ với Minh nha. Website minhongmit.com và cái fanpage là lồng chim Minh Ống Mít. Thì mẫu thì rất là nhiều, thì em cũng giới thiệu một số mẫu đang có sẵn và một số mẫu anh em ưa chuộng nhất để giới thiệu tới mọi người. Thì mọi người muốn size bao nhiêu, từ đuôi ngắn, đuôi rất ngắn ha, từ lồng 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88 90, 92, 96, 100 và thậm chí 110 nang, size rất là lớn. Thì bên Minh vẫn nhận làm ha. Thì tùy nhu cầu của mọi người, thì mọi người thích lồng size bao nhiêu có thể nhắn Minh ha. Còn mẫu thì cũng rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo trên web nha. Còn bây giờ thì Minh sẽ giới thiệu sơ cho mọi người về một số cái mẫu lồng có sẵn ha. Như đây là cây độ mung hoa mai hổ phù viên trúc ha. Còn đây là cây trơn rất là nét ha. Còn đây là cây trơn độ sừng hổ phù cũng rất là đẹp. Còn đây là cây hoa chanh chạm luân tan ha. Rồi mẫu hoa mai chạm luân tan độ mung hổ phù, mỗi mẫu nó có một cái nét đẹp riêng. Thì vai đôi, vai đơn, đây là vai đôi nè, đây là vai đơn nè mọi người ha. Mọi người nhìn gần mọi người thấy ha, vai đôi thì nó sẽ chắc chắn, nó dày, nó cứng cái lồng hơn. Còn vai đôi thì những con chim thuần thì nó sẽ thoáng, nó đẹp hơn. Thì tùy theo sở thích, theo nhu cầu, theo con chim của mỗi người thì đặt lồng theo ý mình ha. Đây là form độ mung hoa chanh tan chân, hoa mai hổ phù chạm tan. Rất là nhiều mẫu, rất là nhiều mẫu đẹp mà đang có sẵn tại lồng chim Minh Ống Mít. Thì anh em cần nhắn trực tiếp cho mình nha. Website minhongmit.com, fanpage lồng chim Minh Ống Mít. Size và form mẫu như thế nào mọi người có thể liên hệ mình. Rồi mình sẽ làm theo ý mọi người trong khả năng của mình ha. Rồi, lồng rất là đẹp và đang có sẵn, mọi người cần liên hệ trực tiếp cho mình nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.